Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại về thêm một chiếc xe ở cái phiên bản hatchback, chiếc xe Toyota Yaris phiên bản G quý vị bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất tại Thái Lan, nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam. Và cái phiên bản G là cái phiên bản cao cấp nhất của Yaris quý vị bạn nhé, đầy đủ đồ nhất. Chiếc xe được sản xuất năm 2017, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đã lăn bánh chuẩn là 2 vạn 7 km quý vị bạn nhé. Chính xác là 2 vạn 7 km, chạy rất là ít. Tại vì quý vị bạn có biết là chiếc xe này chạy ít làm sao không ạ? Vì chiếc xe này là phần lớn là toàn dành cho chị em phụ nữ đi trong nội đô, cho nên là chạy rất ít. Chúng tôi cam kết thứ nhất là đồng hồ là chuẩn 2 vạn 7 km, full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng và không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc tất cả còn nguyên bản và còn rất là mới, nguyên bản từ cái dàn lốp luôn quý vị bạn nhé, tất cả đều nguyên bản hết ạ. Đấy, từ dàn lốp, đế lốp là chiếc xe được sản xuất năm 2017 thì cả cái 4 lốp là đều là sản xuất năm 2017 quý vị bạn nhé. Đấy, cả 4 lốp đều sản xuất năm 2017, chưa có một cái lốp nào thay cả và còn rất là mới, rất là dày. Đấy, đế lốp 2017 đấy ạ. Lốp sơ cua còn mới tinh, chưa hạ luôn quý vị bạn nhé. Cả 4 lốp đều nguyên bản hết, tất cả là còn nguyên bản, nguyên bản từ dàn lốp đều 2017 hết luôn quý vị bạn nhé. Đấy, một chiếc xe rất là mới 2017, sau tính ra là 5 năm sử dụng rồi nhưng chiếc xe mới lăn bánh được có 2 vạn 7 km thôi. Và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì chúng tôi vẫn bán trả góp quý vị bạn nhé, chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp quý vị các bạn, chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe thôi, còn 70% giá trị của xe quý vị các bạn có thể trả trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi. Thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản thôi quý vị bạn nhé. Đấy, nội thất thì rất là mới, rất là đẹp đây quý vị bạn này. Và cái phiên bản G này là phiên bản cao cấp, cho nên là xe cũng đã được trang bị đầy đủ từ nội thất da này, nội thất da cao cấp hết cả rồi quý vị bạn nhé. Đây là cái tem của nhà sản xuất. Chiếc xe được sản xuất tại Thái Lan và sản xuất năm 2017 ạ. Đấy, nội thất là da cao cấp, nguyên bản theo xe. Tất cả là còn rất là mới, rất là đẹp luôn. Đấy, hàng ghế sau, đây là cái hàng ghế sau thì gần như là không có người ngồi mấy, cho nên là còn rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị và bạn nhé. Tất cả còn nguyên bản hết. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Yaris phiên bản G 2017 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Toyota Yaris 2017 này ạ. Và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 535 triệu đồng quý vị bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp. Quý vị và các bạn có thể vay tối đa lên đến 70% giá trị của xe trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi ạ. Thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản thôi. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Yaris G 2017 sản xuất năm 2017, đăng ký năm 2017, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan này thì hãy liên hệ với hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Tất cả nội thất còn rất là mới, từ nội thất da, táp lô, táp bi đều rất là mới vì chiếc xe này chạy quá ít quý vị các bạn ạ, mới có 2 vạn 7 km thôi, cho nên tất cả còn rất là mới và còn nguyên bản ạ. Và đây là cái phần động cơ của chiếc xe đây quý vị bạn nhé. Toyota cũng đã trang bị cho phiên bản Yaris G này là một cái khối động cơ xăng VVTi 1.5 lít đấy, và tất cả là còn nguyên bản, còn rất là đẹp đấy, rất là mới đây quý vị bạn nhé. Vì chủ xe đi thì rất là ít và lại giữ gìn nữa, cho nên là chiếc xe này còn rất là mới, có khả năng là hiếm có ở trên thị trường. Vì sản xuất năm 2017, sau 5 năm sử dụng rồi thì để chạy được
27,000 này thì rất là ít quý vị bạn ạ. Đấy, từ những cái ốc cabo, keo chỉ cabo còn nguyên bản hết ạ. Tất cả là còn nguyên bản và còn rất là đẹp đấy ạ. Rất là mới, từ những cái tem của nhà sản xuất trên cái nắp cabo này cũng còn nguyên bản hết ạ. Ốc cabo nguyên bản, keo chỉ nguyên bản hết đấy ạ. Tất cả còn rất là mới và rất là đẹp luôn. Từ những cái khoang động cơ này là còn nguyên bản hết này. Ốc chân máy, ốc mặt máy này còn nguyên hết ạ. Chưa có vết tháo. Đấy, tất cả những cái ốc này là còn nguyên hết này. Không những nó còn nguyên bản và nó lại còn rất là mới quý vị các bạn ạ. Rất là đẹp luôn đấy ạ. Mm-hmm.